Bên ngoài cổng bệnh viện đa khoa 115, bệnh viện đa khoa tỉnh, bệnh viện thành phố Vinh. Gần một tháng qua, tình trạng quán ăn, điểm bán hàng lại đua nhau mọc lên. Cả người bán và người mua hầu như quên mất các quy định an toàn 5K trong phòng chống dịch. Cũng có việc làm mới ra vỉa hè thì buôn bán vặt kiếm sống. Tình trạng quầy ốt kinh doanh hàng ăn uống tại chỗ, bán hàng lưu động tại các bệnh viện thời điểm này được coi là rất thiếu an toàn. Bởi thời gian qua, vẫn có các trường hợp người dân khi vào viện khám chữa bệnh lại phát hiện dương tính với SARS-CoV-2. Chính vì yếu tố này mà tại một số khu vực bệnh viện được ngành chuyên môn coi là nơi nguy cơ. Do đó, các yếu tố phòng tránh dịch được quy định cao hơn một mức so với các khu vực công cộng khác. Chúng tôi đã cho một cái tổ là quay phim ghi hình lại tất cả các trường hợp vi phạm và tiến hành là đồng loạt để lập biên bản và xử lý. Đồng thời cũng là tuyên truyền cho bà con nhân dân đi khám chữa bệnh là không tụ tập đông người trước cái khu vực của bệnh viện, nhất là trong thời điểm là dịch bệnh COVID-19 như hiện nay. Nhằm chủ động phòng tránh dịch bệnh, tăng cường công tác quản lý đô thị, hiện tại Công an thành phố Vinh đã tổ chức ra quân dẹp bỏ các điểm bán hàng tự phát xung quanh các cổng bệnh viện, đồng thời bàn giao cho các phường xã lập phương án đảm bảo không tái diễn. Sau khi nhận bàn giao địa bàn thì Ủy ban xã Nghi Phú là sẽ quan tâm về việc là phân công có một đồng chí công an và một đồng chí quy tắc là sẽ trực tại chỗ, và để khi mà người dân bắt đầu có dấu hiệu vi phạm thì sẽ đến nhắc nhở, và nếu mà cố tình vi phạm lần hai thì sẽ xử lý nghiêm vì có xử phạt và cũng như là tịch thu tang vật vi phạm. Chỉ trong 2 ngày ra quân, Công an thành phố Vinh đã lập biên bản, ra quyết định xử phạt hành chính hàng chục trường hợp xe ô tô đón trả khách trái phép, trường hợp bán hàng hóa vi phạm về trật tự đô thị tại các cổng bệnh viện trên địa bàn. Tuy nhiên, thành phố cũng cần có giải pháp hữu hiệu, không để tái diễn tình trạng bán hàng tự phát trước cổng các bệnh viện, nhất là trong thời điểm dịch bệnh vẫn còn dấu hiệu phức tạp.